Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách claim airdrop nhận được 10.000 đồng token Gala Frenzy. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành là 100 triệu tỷ, đã có 875 tập khoản order, đã phát sinh 2.084 lượng giao dịch. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim airdrop.net. Nếu truy cập website thì mình để phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn xem chắc quan chắc. Bạn có thể bật bôi đen và nhấp vào xong C để copy. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng nút copy quan chắc nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví của bạn. Các bạn thêm địa chỉ token này vào ví nhé, số ví nhé. Ký hiệu Gala, số token 18. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claim.net nhé. Tìm tới bước 2, mình nhấp vào cái link report đây để nhận token. Các bạn kéo xuống phần bên dưới này nhé. Đây. Thì chương trình Adobe đã sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 12/2021 nhé. Giá sau khi liên kết lên sàn Phát là 1 triệu đồng token Gala tương đương với 10 đô. Đây. Còn yêu cầu là 10 triệu thì tương đương với 100 đô. Các bạn nhấp vào đây nhé. Nếu các bạn có điều kiện thì có thể bỏ số vốn nhỏ ra là 0.06 BNB mua cái đồng token này miễn thấp nhất nhé. Để hầu và tích trữ lâu dài, sau khi lên sàn các bạn có thể bán được. Các bạn nhấp vào đây nhé, chưa có ADA. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp cân đối. Vega là 0.00605 BNB, các bạn nhấp xác nhận giúp mình. Rồi giao dịch giao thường xử lý nhé. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website Claim Airdrop.net nha, để cập nhật những dự án mới, những khi cần thưởng token mới nhất từ mạng Binance Smart Chain. Nếu các bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký luôn để hưởng 20% phí giao dịch cả đời. Ngoài ra trên đây còn nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể đăng ký đồng hộ kênh luôn nhé. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách để Claim nhận được 10 triệu đồng token Gala Frenzy. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.